giới thiệu đến các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Đây là các bạn nhìn này, K này, là Q này. Đấy, cái này nhìn cả chất luôn nhá. Đấy, đây là G. Đấy, G này. Đấy. M10 này. Đấy. À, thì vừa rồi thì tôi có áp cái kính áp tròng và nhìn xuyên bài để cho anh em nhìn thấy cái bộ bài này. Nếu mà bình thường thì nó sẽ như thế này. Nhưng mà áp vào thì là đấy, nó sẽ nhìn ra cái con K như này. Đấy là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì trước mặt các bạn đây, cái bàn này là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì đây, tôi giới thiệu với các bạn một cái bộ kính áp tròng của Mỹ. Cái bộ kính này tôi nhập khẩu từ Mỹ về cho em chơi cái bộ môn bài lá bịp này. Thì ưu điểm của cái kính áp tròng của Mỹ này là đeo không cộn mắt, êm và nhìn cực rõ luôn. Đấy, khi đeo thì người đối diện không thể phát hiện mình đeo kính áp tròng. Thì đây tôi sẽ mở kính áp tròng xem cấu tạo như nào cho anh em xem này. Đây, đây là cái bên tôi xem đây này. Kính áp tròng được cấu tạo từ một cái lớp lụa cực mỏng. Đấy. Và cái độ bền của nó là 3 đến 4 năm. Anh em, tôi sẽ bảo hành cho anh em 1 năm cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài của Mỹ này. Đấy, anh em đeo vào mắt là người đối diện là không thể phát hiện được anh em đeo kính áp tròng. Thì bây giờ tôi chuyên phân phối tất cả các mẫu kính áp tròng được nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Đây. Đây là một cái mẫu kính áp tròng của Nhật Bản anh em này. Đấy. Và tôi muốn giới thiệu thêm một cái kính áp tròng của Mỹ nữa. Đây là hộp gỗ. Cái kính áp tròng hộp gỗ. Khi anh em đeo vào mắt là anh em nhìn bài như chơi bài nhỏ, giúp anh em chiến thắng trong tất cả các môn bài ở Việt Nam như đánh liêng này, đấy, sâm này, phẩm này. Miền Nam anh về áp dụng được trong cái môn bài cào này, binh sáu lá này, binh Ấn Độ này, đấy, bài cào, xì rách chỉ tố. Đấy, xì rách chỉ tố thì anh em sử dụng cái bài đầu lưng. Đấy, thì bên thì cũng có rất nhiều anh em hỏi tôi về cái vấn đề là cái kính áp tròng này có nhìn được xuyên bài thường không. Tôi cũng khẳng định luôn là không thể nhìn được, anh em phải mua bài nhà tôi. Thì bây giờ tôi phân phối rất nhiều cái mẫu bài để anh em có thể lựa chọn, anh em phù hợp với cái vùng miền của anh em. Chẳng hạn cái bài ở ngoài Bắc thì anh em có thể hay chơi cái bài rồng vàng như này. Đấy, rồng vàng, rồng đỏ. Tôi sẽ cho anh em xem cái lá bài của nó này. Đấy, rồng đỏ. Đây là cái mẫu bài rồng đỏ. Và một cái bài, một cái mẫu bài là cực phổ biến ở Việt Nam cũng như tất cả các vùng miền ở Việt Nam, đó là cái mẫu bài xanh 2K2001. Đây anh em nhìn coi, nhìn vào hộp đó này. Đấy, ngoài này bài đúp của BK2001. Đấy, là cái mẫu bài này là cực phổ thông. Thì đây là cái bài bên trong của nó. Đấy, đây là bài xanh 2K2001. Và bên cạnh đó, bên tôi còn phân phối cả cái mẫu bài đô la vàng, đô la trắng. Đây anh em có nhìn này, đô la vàng, đô la trắng anh em nhìn này. Đây bài đô la anh em nhé. Đây là cái mẫu bài đô la. Anh em ở miền Tây là rất hay chơi cái bài, loại bài này. À, một cái mẫu bài nữa là bài gì? Xanh lá chuối. Đấy, rất nhiều cái mẫu bài để anh em có thể lựa chọn. Đây cái hộp của nó này. Một cái mẫu bài nữa là bài nhựa. Bài nhựa nước ngoài. Đấy, bài nhựa. Và một cái mẫu bài cũng khá nhiều anh em chơi, nó cái mẫu bài đây, mẫu bài cúc áo anh em nhé. Đây rồi, sự bóc thử một bộ sẵn cho anh em này. Mẫu bài cúc áo. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng và tham khảo cái bộ kính áp tròng như xuyên bài này thì anh em cứ alo trực tiếp với số điện thoại của tôi 0984 80 49. Đấy, cửa hàng nhà tôi nằm ở bến xe miền Đông Sài Gòn, ở bến xe miền Đông Hà Nội. Anh em có thể qua đó test hàng trực tiếp. Và anh em ở xa tôi sẽ gửi xe đò, xe ca về để anh em nhận hàng. Đấy. Để anh em giúp anh em chiến thắng trong tất cả các môn chơi cờ biệt này. Thì bên cạnh những cái mẫu kính áp tròng thì bên tôi phân phối những cái dòng máy đánh bài như CVK 680 này. Đây là một cái mẫu máy đánh bài đỉnh cao nhất hiện giờ. Đấy. Và những cái bộ như ví đổi bài, đây là cửa hàng của tôi là phân phối tất cả xỉ lẻ, dụng cụ liên quan cờ biệt, anh em có thể tham khảo hoặc Zalo trực tiếp tôi qua số điện thoại này.
Rồi cảm ơn anh em xem video. Video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến anh em về cái sản phẩm là máy đánh bài bịp. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn con máy đánh bài CAC700. Đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này. Rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn. iPhone 13 Pro nha. Và CVK680S. Đấy, ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. Và một con máy đánh bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nha. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nha. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây, liêng, sâm phẩm, chẵn, ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hòn ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào, đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa nên các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây, cái chiều camera của nó là các bạn đặt bên này nhá. Đây, tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy, rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây, một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này. Đây, 4 số 4 này, 9 điểm này. Đấy. Báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà còn lại là không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây tôi sẽ tăng một người chơi lên tôi test các bạn này. Đấy, các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Bài để ngang dọc không quan trọng thì 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy 33 là chắc chắn nó 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy, những nhà còn lại không qua rồi. Bây tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh Ấn Độ. Test các bạn cái máy bài CAC700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. Đây, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bạn vất báo một nhà lớn nhất nhé. Đây, đặt này, đặt báo này. Cắt này. Đấy, bình Ấn Độ này. Máy 34 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây, 98 này. Đấy, đây là binh Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà còn lại chắc chắn là không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó nha. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy CVK900. Đây, iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây,
đây là cái tai nghe của nó đây, đây máy đây, đây đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này, cho bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này đấy, rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài của con máy, bài CVK 900, tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất. 1, 2, 3 các bạn nhìn này, nhà 3 9 điểm rồi này. Đây, báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này, các bạn thấy tốc độ của bài của nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây, đây là con máy bài CVK 680S này, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn có thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này đấy. Tôi sẽ đánh các bài, các bạn muốn bài liêng nhé. Đấy, 5 người chơi tôi để chế độ làm báo 2 nhà lớn nhất môn liêng. Đây, đấy, bài báo 1-3, 5 người chơi. Tôi cài đặt này. Nghe máy để được 6 người chơi mình chia 5 người. Đây. Máy báo 1-5. 1-5 này, 1 là 9 điểm này. Đấy. 2, 3, 4, 5 này, 5 này, nhà số 5 này là 7 đĩa này. Đấy, nhà số 5 là lớn nhì này, đến những nhà này thì chỉ có 3 mới 4 điểm thôi. Đây, nhà 5 này. Đấy. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn, đây, nhà này 1 điểm. Đấy, tiếp theo là cái máy Samsung. Đây, đây là một cái máy Samsung này. Tôi test luôn cho bạn cái tốc độ báo bài của con này là máy đánh bài tầm trung tiền đấy nhá, đấy, không phải cao cấp nhưng đánh cũng rất là ok luôn. Tôi để số người chơi là 4 người chơi. Và để test môn bài cào, tôi sẽ test cho bạn môn bài cào nhé. Môn bài cào miền Nam nó gần dạng như đánh môn liêng của mấy bác,